Hôm trước thì có một bạn học sinh, bạn có hỏi mình rằng là anh ơi, con gái mà làm nghề hướng dẫn viên du lịch thì sẽ gặp những cái điều khó khăn gì? Thực ra thì đây không phải là cái câu hỏi của các bạn học sinh đâu, mà nó còn là cái điều khúc mắc của cả những bạn sinh viên nữa. Những bạn mà đã quyết định theo đuổi nghề này rồi, hiện tại đang học tập tại các trường cao đẳng và đại học đào tạo về du lịch rồi, thì chúng ta vẫn còn những cái khúc mắc, những cái vấn đề ở trong câu hỏi này. Đối với các bạn học sinh thì mình nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta thi đại học, trước khi chúng ta lựa chọn một ngành nghề nào đó thì chúng ta cũng có trao đổi với lại phụ huynh rồi, trao đổi với bố mẹ của chúng ta. Thì với nhiều phụ huynh khi mà nhắc đến nghề hướng dẫn viên du lịch thì cũng có nói rằng là con gái mà làm nghề hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta sẽ phải gặp những cái khó khăn, ví dụ như là chúng ta phải đi xa này, phải đi nhiều này, rồi thì sau này lấy chồng sinh con không có thời gian cho gia đình, vất vả trong những chuyến đi như vậy. Nhưng mà thực sự thì nghề hướng dẫn viên du lịch có những cái khó khăn gì thì trong video này mình sẽ phân tích để các bạn có một cái nhìn, chúng ta nhìn kỹ hơn trước khi mà chúng ta lựa chọn và quyết định để theo đuổi nghề này. Trước khi làm video này thì mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều rồi, là có nên làm video này không? Bởi vì thực sự rất nhiều anh chị em hướng dẫn viên hoặc là các anh chị em mà đang hoạt động trong ngành du lịch không muốn nghe về cái chủ đề này, bởi vì nó sẽ động chạm tới những cái khoảng tối trong nghề, động chạm tới những cái mặt trái ở trong nghề. Nhưng mà thôi, nghề nào cũng vậy mà, trong xã hội này thì bất cứ một cái nghề nào nó cũng có những cái thuận lợi và nó cũng có những khó khăn của nó. Nên là mình sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình đã thấy, với những cái điều mà mình đang nghĩ và với những cái điều mà mình biết về những khó khăn trong nghề này. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để các bạn sẽ có một cái nhìn nó rõ ràng hơn về nghề mà chúng ta đang chuẩn bị lựa chọn để chúng ta theo đuổi. Lẽ ra thì chủ đề này nên để cho một chị em hướng dẫn viên nữ chia sẻ thì sẽ tốt hơn. Bởi vì khi mà chị em chia sẻ với nhau thì chúng ta sẽ có được cái sự cảm nhận thấu đáo về những điều khó khăn mà chúng ta gặp phải trong quá trình khi chúng ta làm nghề. Mình thì là đàn ông nên là sẽ không thể hiểu hết được, không thể hiểu thấu đáo được những khó khăn mà các chị em gặp phải khi mà chúng ta đi làm. Nhưng mà thôi, có lẽ chủ đề này cũng hơi tế nhị một chút nên là mình xin phép được chia sẻ dưới góc nhìn của mình với những điều mình biết, với những điều mình cảm nhận từ những câu chuyện mà mình được nghe, từ những câu chuyện mà các bạn khác chia sẻ với mình, và mình tổng hợp lại về những khó khăn mà các bạn sẽ phải gặp phải trong quá trình mà chúng ta làm nghề. Và rất là mong nếu như mà có nói sai điều gì thì chị em cũng sẽ thông cảm. Khó khăn đầu tiên thì nó xuất phát từ đặc thù của nghề hướng dẫn viên du lịch. Du lịch là những chuyến đi mà chúng ta phải di chuyển rất nhiều, chúng ta đi rất nhiều nơi và trên nhiều phương tiện khác nhau như là ô tô, là máy bay, tàu hỏa, tàu biển, rồi thì đi bộ, di chuyển rất rất nhiều như vậy. Mà trong quá trình di chuyển thì cơ thể chúng ta sẽ chịu sự tác động và ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi đi rất là nhiều. Đến cả những người đàn ông mà to khỏe nhất, mạnh mẽ nhất thì cũng phải đuối dần trong những cái chuyến đi dài ngày, thì nói gì đến chị em phụ nữ. Mà đặc biệt là đối với chị em nào mà gặp vấn đề trong cái việc mà bị say tàu xe nữa thì sẽ là một trở ngại rất rất lớn khi mà chúng ta quyết định theo đuổi nghề hướng dẫn viên du lịch. Hơn nữa chị em phụ nữ chúng ta thì lại có những vấn đề riêng của bản thân mình nữa. Ví dụ như là những ngày khó ở trong tháng này, cơ thể của chúng ta gặp phải những vấn đề ví dụ như bị đau này, rồi mệt mỏi, khó chịu trong người thì sẽ là một trở ngại rất lớn khi mà chúng ta đi làm việc. Cơ thể đã đau đớn như vậy rồi, mệt mỏi, khó chịu như vậy rồi mà chúng ta không chỉ là di chuyển không đâu mà còn phải thực hiện những công việc khác của một hướng dẫn viên du lịch nữa. Trong người thì đang rất là bực mình, rất là khó chịu, bị đau đớn nữa mà phải tươi cười, phải thuyết minh cho khách, phải trò chuyện với khách, rồi phải hướng dẫn, rồi thì phải chăm lo cho khách, thì đó thực sự là một điều đáng sợ. Mình thì không phải là phụ nữ nên là mình cũng không thấu hiểu hết được những điều đó. Nhưng mà đơn giản thôi, đối với những ngày mà mình đi dẫn ý, chỉ cần cơ thể hơi mệt mỏi một chút thôi là y như rằng cả chuyến đi đấy sẽ rất là khó khăn và vất vả. Cảm giác khó chịu này, rồi thì cảm giác mệt mỏi nó đè nặng lên, thì đủ thấy rằng là khi mà phụ nữ chúng ta trong những cái khoảng thời điểm như vậy thì chúng ta sẽ gặp khó khăn rất là lớn. Khó khăn thứ hai đối với một bạn nữ khi làm nghề hướng dẫn viên cũng xuất phát từ chính đặc thù của nghề này. Trong các chuyến đi dài ngày thì chúng ta sẽ phải lưu trú lại tại các địa điểm du lịch, mà thường thường bao giờ cũng vậy. Trải qua một ngày làm việc rất là dài rồi, rất mệt mỏi rồi thì ai cũng mong muốn là có một khoảng không gian riêng tư để có thể nghỉ ngơi này,
để có thể thực hiện những nhu cầu cá nhân của mình, hay đơn giản là chúng ta ngủ một giấc ngủ thật ngon mà không ai làm phiền để chuẩn bị sức khỏe, tinh thần ngày mai chúng ta lại tiếp tục với công việc. Nhưng mà đôi khi mong muốn nó chỉ là mong muốn thôi. Rất nhiều bạn thì nghĩ rằng là hướng dẫn viên du lịch đưa khách đến các khách sạn cao cấp, đưa khách đến những khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách hàng tận hưởng dịch vụ ở trong đó, thì hướng dẫn viên chúng ta cũng sẽ được tận hưởng dịch vụ như khách nghỉ ngơi trong những phòng khách sạn cao cấp như vậy. Thì hãy nhanh nhanh chóng chóng loại bỏ khỏi đầu những điều đó đi. Bởi vì là trong nghề của chúng ta sẽ xuất hiện một khái niệm, đó chính là nội bộ. Nội bộ ở đây thì bao gồm có là phòng nội bộ, bao gồm có bữa ăn nội bộ, bao gồm có các dịch vụ nội bộ. Phòng nội bộ là phòng dành riêng cho lái xe, cho hướng dẫn viên, cho phụ xe. Khi mà trong các mùa thấp điểm lượng phòng trong khách sạn có dư nhiều ấy, thì họ sẽ sắp xếp lái xe ở riêng, nam hướng dẫn viên ở riêng, nữ hướng dẫn viên ở riêng. Nhưng mà vào các mùa cao điểm, số lượng phòng trong khách sạn không đáp ứng đủ thì nhiều khi là nam hướng dẫn viên và nữ hướng dẫn viên chúng ta sẽ phải nghỉ chung trong một phòng qua đêm như vậy. Và mỗi một căn phòng là có 5 đến 6 anh chị em hướng dẫn viên là chúng ta phải nghỉ chung như vậy. Cũng có rất nhiều trường hợp trong các mùa cao điểm khi mà số lượng phòng trong khách sạn họ không thể sắp xếp được phòng nội bộ, thì trong phòng có sự hiện diện của cả lái xe, của cả phụ xe và cả hướng dẫn viên. Đây là một trong những vấn đề rất lớn và một trong những khó khăn rất lớn đối với các bạn nữ. Rất nhiều chị em thì cũng có chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng trong những trường hợp như thế này, như là tự bỏ tiền túi của mình ra để thuê phòng khác để ở này, hoặc là có thể liên hệ với các nữ hướng dẫn viên khác của các đoàn khác, nếu như họ có phòng riêng thì sẽ sang nghỉ nhờ cùng với lại họ, hoặc là trao đổi với nữ nhân viên khách sạn, nữ lễ tân khách sạn, nếu như mà họ có chỗ nghỉ thì có thể nghỉ chung với họ để tránh trường hợp là phải nghỉ chung với lại các nam hướng dẫn viên khác hoặc là lái xe. Nhưng mà thực tế thì đó chỉ là những phương án để đưa ra thôi, chứ còn về lâu về dài thì chắc chắn rằng là trong quá trình làm nghề của chúng ta sẽ phải gặp những cái trường hợp mà chúng ta không thực hiện được những điều đó, và chúng ta phải nghỉ cùng với lại các hướng dẫn viên nam, cùng với lái xe, thì chắc chắn trong quá trình làm nghề sẽ có cái điều đó. Nên là khi mà chúng ta quyết định là lựa chọn nghề này, chúng ta quyết định là theo đuổi nghề này, thì cần phải chuẩn bị một cái tinh thần thật là tốt, thật là vững vàng, và chuẩn bị một cái bản lĩnh thật tốt để chúng ta đối diện với những cái điều đó. Cũng xuất phát từ chính những điều này thì các bạn nữ khi mà làm nghề hướng dẫn viên du lịch chúng ta sẽ gặp phải một cái khó khăn tiếp theo. Như chúng ta biết rằng là hướng dẫn viên du lịch sẽ là người trực tiếp đồng hành với khách hàng, là người giao tiếp với khách hàng, là người chăm sóc các dịch vụ đối với khách hàng. Nên là chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều người. Và trong số những người chúng ta tiếp xúc thì sẽ có rất nhiều người khác giới, ở tất cả những độ tuổi khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, tốt xấu đủ cả. Chúng ta thường nói rằng là khách hàng là thượng đế, nhưng mà không phải thượng đế nào cũng tốt. Và người Việt mình thì có một câu rằng là làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Mình thì không thích câu này một chút nào cả, nhưng mà thực tế đang diễn ra đó chính là rất nhiều nữ hướng dẫn viên là bị người khác giới ở trong cái chuyến hành trình, họ thường là trêu chọc rất nhiều. Và đây là một trong những khó khăn rất lớn nếu mà chúng ta không khéo léo xử lý, chúng ta không thực sự bản lĩnh để chúng ta xử lý trong những cái tình huống như vậy, thì sẽ rất nhiều những cái điều khó khăn nó ập đến với mình. Và cái đùa này thì nhiều khi nó thái quá, nhiều người giả vờ đùa nhưng mà hành động lại thật. Nên là có nhiều trường hợp các bạn nữ sẽ gặp phải cái tình trạng đó chính là bị làm phiền, bị quấy rối, và thậm chí là cả những cái hành động mà nó nguy hiểm hơn thế nữa. Và theo mình nghĩ thì đây sẽ là một trong những cái khó khăn, một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các bạn nữ khi mà chúng ta làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Và nguy cơ này thì nó sẽ xuất phát từ tất cả những người mà bạn tiếp xúc trong quá trình mà bạn làm việc, từ khách hàng, từ lái xe, từ phụ xe, từ các nam hướng dẫn viên khác, từ nhân viên của công ty du lịch, nhân viên của khách sạn, nhân viên của nhà hàng, tất tần tật những người mà bạn gặp trong chuyến hành trình. Nên chúng ta cần phải chuẩn bị một cái tinh thần thật tốt, một bản lĩnh thực sự vững vàng trước khi mà chúng ta lựa chọn nghề này, để chúng ta đối mặt với những điều đó và phải dự phòng cho mình tất cả những tình huống có thể xảy ra trong quá trình mà chúng ta làm việc, phải rèn luyện thật là nhiều trước khi mà chúng ta bước vào theo đuổi con đường này. Khó khăn tiếp theo mà chúng ta sẽ phải đối mặt đó chính là việc mất cân bằng các mối quan hệ trong cuộc sống. Khi mà hướng dẫn viên đi dẫn thì chúng ta biết rằng là mỗi một đoàn chúng ta dẫn là có từ 30 cho đến 40 khách. Một năm chúng ta đi vài chục tour như vậy, hoặc cho đến hàng trăm tour như vậy, thì số lượng khách mà chúng ta dẫn, số lượng người mà chúng ta tiếp xúc sẽ lên tới hàng ngàn người. Và đơn giản thôi, ví dụ như mà trong một chuyến hành trình
chỉ cần có một hai anh thôi, thấy nữ hướng dẫn viên xinh xắn đáng yêu rồi thì dễ nói chuyện, lại còn hay quảng cáo là em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đấy này, thì họ sẽ chủ động nhắn tin tán tỉnh rủ đi chơi. Và nếu như mà chúng ta không xử lý thật là bản lĩnh các mối quan hệ như vậy thì dần dần sẽ có rất nhiều những cái mối quan hệ kéo đến chúng ta, và nó sẽ khiến cho chúng ta xuất hiện hai từ, đó chính là phức tạp và cám dỗ. Phức tạp tức là chúng ta không thoát ra được khỏi những cái mối quan hệ như vậy, thành ra chúng ta có quá nhiều mối quan hệ, mà nhiều thì là phức tạp rồi. Và cám dỗ thì cũng như vậy thôi. Ví dụ các bạn nữ khi mà chúng ta có người yêu chẳng hạn, chúng ta đang đi chơi với người yêu mà lại có một hai anh khách nào đó, anh hướng dẫn viên nào đó, hoặc là bất cứ một cái anh nào đó nhắn tin hỏi han hỏi thăm các kiểu, thì lúc đấy là dở rồi. Có thể là đối với chúng ta các mối quan hệ đó cực kỳ là rõ ràng, nhưng mà đối với đối phương của chúng ta thì hoàn toàn lại không phải như vậy, nhiều khi là không phải như vậy đâu. Nên là chúng ta sẽ phải đối diện với cái việc là rất khó cân bằng các mối quan hệ trong cuộc sống. Và thực tế đối với nghề hướng dẫn viên thì có rất nhiều các mối quan hệ đã bị đổ vỡ cũng bởi cái sự phức tạp đó. Nên là chúng ta trước khi lựa chọn nghề này thì chúng ta cũng phải nắm bắt được cái điều này, và chúng ta chuẩn bị một cái tâm lý thật tốt, chuẩn bị một cái bản lĩnh thật tốt để vượt qua được nó. Cái này cũng khó đấy, khó khăn đấy. Khó khăn tiếp theo đối với một bạn nữ khi mà chúng ta làm nghề hướng dẫn viên du lịch, đó chính là tuổi nghề của chúng ta rất ngắn. Chúng ta là phụ nữ mà, đến tuổi, đến duyên thì chúng ta sẽ phải lập gia đình, phải sinh con, đẻ cái, phải dành thời gian chăm lo cho gia đình. Nên là có rất nhiều người bạn của mình khi mà lập gia đình rồi thì họ không còn đi dẫn nữa, hoặc là họ có đi dẫn thì cũng sẽ đi dẫn rất là ít thôi, mà chủ yếu chuyển về các công việc làm tại văn phòng để có thời gian nhiều hơn cho gia đình, chăm lo cho con cái, cho chồng, cho con nữa. Mà chúng ta cứ thử tính mà xem, năm 18 tuổi chúng ta vào đại học, chúng ta học đại học, học cao đẳng, học 3 năm, học 4 năm, đến năm 22, 23 tuổi chúng ta ra bắt đầu làm nghề, làm được một vài năm thôi thì chúng ta đã đến cái độ tuổi để chúng ta kết hôn rồi. Và khi kết hôn rồi thì lại còn bầu bí nữa, thì chúng ta lại phải nghỉ này, rồi thì phải chăm lo cho con cái, chăm lo cho gia đình nữa, thì chúng ta phải nghỉ. Nên là tuổi nghề của phụ nữ rất ngắn. Đàn ông thì tuổi nghề có thể kéo dài hơn một chút, nhưng mà với phụ nữ thì tuổi nghề sẽ rất là ngắn. Rất nhiều người bạn của mình khi mà lập gia đình rồi thì bây giờ hoàn toàn họ không có đi dẫn nữa, và hoàn toàn là họ rời xa nghiệp dẫn rồi. Mặc dù là cái đam mê trong họ thì vẫn còn đấy, nhưng mà cái cuộc sống thì lại không cho phép họ làm như vậy. Nên là chúng ta cũng phải xác định rõ ràng cái điều này trước khi chúng ta lựa chọn và theo đuổi nghề này. Một khó khăn nữa đối với một bạn nữ khi mà làm nghề hướng dẫn viên, đó chính là sự tàn phai về nhan sắc. Những điều kiện thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc của các bạn, mà mình thấy điều này rất là rõ từ những người bạn của mình trong các mùa du lịch, trong các mùa cao điểm. Chúng ta phải đi ở ngoài đường rất là nhiều, chúng ta phải tiếp xúc với lại ánh nắng trực tiếp, với nắng, với mưa, với gió, với khói, với bụi. Tất tần tật những cái điều kiện như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nhan sắc của các bạn. Và đặc biệt là trong các mùa cao điểm ấy, gặp những người bạn của mình thì da đen đi trông thấy, rồi thì mặt nổi mụn các thứ. Chúng ta nghĩ rằng là hướng dẫn viên là cứ ăn mặc thật đẹp, rồi trang điểm thật là xinh, lên xe ngồi mát, rồi vào khách sạn nghỉ ngơi các thứ mát mẻ, điều đó là không có đâu. Mà chúng ta phải đồng hành với khách trong chuyến đi, khách họ đi đâu thì mình cũng phải đi đấy, và mình luôn luôn là người phải tiên phong trong những cái chặng hành trình như vậy. Nên là cái việc mà những điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến các bạn nữ là rất nhiều, ánh nắng trực tiếp này, nắng vào đen da này, rồi thì mùa biển, đi biển các thứ, ngày nào cũng phải ra bãi biển các thứ nữa, thì cái nhan sắc của các bạn sẽ bị tàn phai đi rất là nhanh. Và mỗi một lần gặp những người bạn mình ở trong các mùa cao điểm ấy, nhìn mặt của các bạn mình thì phải nói là hai cái từ là tàn tạ, thực sự luôn, tàn tạ. Nói thì có vẻ hơi quá, nhưng mà để nói rằng là đó là một trong những cái khó khăn mà các bạn sẽ phải đối diện khi mà chúng ta làm nghề hướng dẫn viên du lịch, mà chúng ta cũng phải chuẩn bị thật là tốt trước khi mà lựa chọn và theo đuổi. Thực ra thì vẫn còn những khó khăn khác nữa đối với một bạn nữ khi mà chúng ta theo đuổi nghề hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà thôi, mình sẽ chỉ chia sẻ những khó khăn mà thường gặp như vậy thôi. Những khó khăn mà theo cái nhìn của mình, theo cảm nhận của mình như vậy thôi. Hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chúng ta có một mường tượng nào đó khi mà chúng ta quyết định lựa chọn và theo đuổi nghề này. Và có thể rằng là video này thì
sẽ có nhiều người không thích nó, bởi vì chủ đề mình nói đến hơi tế nhị một chút, hơi động chạm một chút, hơi khai thác đến những khoảng tối, đến những cái mặt trái ở trong nghề một chút. Nhưng mà thôi, trong xã hội này thì nghề nào cũng vậy mà, cũng có những thuận lợi và cũng có những khó khăn. Chúng ta cùng nhau đưa ra những cái nhìn cả về hai chiều để cho các bạn sẽ có một cái nhìn nó tốt hơn, thì chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn, chúng ta làm nghề tốt hơn. Và đam mê thì vẫn là một thứ rất quan trọng đối với nghề hướng dẫn viên du lịch. Và nếu như mà bạn có đam mê thì hãy dũng cảm tìm hiểu về nó và theo đuổi nó. Còn rất rất nhiều những điều khác nữa cũng rất thú vị trong nghề này mà các bạn có thể trải nghiệm và nhận lấy khi mà chúng ta làm nghề. Còn các bạn nào mà đang chuẩn bị lựa chọn nghề này hoặc là đang tìm hiểu về nghề này mà chưa dấn thân vào theo đuổi nghề thì các bạn có thể xem thêm một video của mình nữa. Mình cũng đã phân tích rất rõ ràng về những cơ hội và thách thức của nghề. Cái link của video đấy thì mình sẽ để trong phần mô tả của video này. Chúc các bạn thành công. Cố lên. Những khó khăn đó chỉ là một phần nho nhỏ trong nghề thôi, còn nghề của chúng ta vẫn có rất rất nhiều những điều thú vị khác nữa. Nếu có đam mê thì mạnh dạn tìm hiểu và theo đuổi nó. Cố lên.